Tiếp tục đến với nội dung phim Phàm Nhân Tu Tiên. Video tập trước đã bị chặn nên mình sẽ nhắc lại chút nội dung. Đồng Huyền Nhi được Vương Thiền dẫn tới gặp Vân Lộ lão tổ, thì ra lão ta chính là phụ thân của nàng. Lão nhận nàng làm thánh nữ của Hợp Hoan Tông và truyền dạy công pháp. Về phần Hàn Lập, sư phụ của hắn đã gửi tới mấy vị sư huynh sư tỷ, bọn họ dự tính sẽ tấn công sớm vào sao huyệt của đám người Hắc Sát Sáu. Vũ sư huynh không tán thành ý kiến nên tách ra. Buổi tối, cả đám cùng nhau ra bên ngoài ngắm rực đèn thảo hoa. Hàn Lập lần nữa gặp lại Trần Sảo Thiến, hai người họ cùng đi dạo tâm sự. Vô tình điều này đã lọt vào con mắt của Mạc Thải Hoàn. Nhìn người trong lòng đi cùng cô gái khác, có ai mà không buồn cười chứ? Hơn nữa, địa vị của cô gái kia lại quá cao, không phải người phàm như nàng có thể so sánh. Cho nên, Mạc cô nương chỉ biết buồn bã lặng nhìn rồi quyết định rời đi. Trong lúc mọi người đang vui vẻ thì vị Vũ sư huynh lại cau có lang thang một mình. Trong lòng hắn không thoải mái chút nào và cho rằng đám người kia ai ai cũng đều muốn đoạt công lao. Nếu lần này nhiệm vụ thất bại thì hắn nhất định sẽ phạch tội với chấp pháp đường. Đột nhiên có vài tên xuất hiện cản đường, mục đích hiển nhiên là muốn chăm sóc thật kỹ Vũ sư huynh. Đáng tiếc là kèo này chọn sai đối thủ rồi, đám người này còn chưa kịp đụng tới một sợi tóc của hắn thì đã bị bón hành vào mặt. Tên thiếu gia thì bị cầm cổ ném lăn đi, sau đó chật vật đứng dậy bỏ chạy. Đột nhiên hắn bị tấn công, kẻ làm chuyện này chính là Thanh Văn Huyết Thị. Đôi bên chào hỏi đôi ba câu rồi nhanh chóng giao thủ, vậy nhưng chỉ vừa mới đánh được vài chiêu thì Vũ sư huynh đã rơi vào thế yếu. Hắn nhận ra lần này không ổn, gặp phải cường địch rồi, phải truyền tin thông báo cho bọn họ. Nghĩ tới đây, hắn liền hạ giọng xuống thương lượng, muốn chấm dứt trận chiến ở đây, nếu không sẽ dẫn tới nguyên khí đại thương, vậy nhưng bên kia nào có chịu. Ngoài Thanh Văn thì lần này còn có một tên khác là Diệp Xà, thực lực đã thua thiệt, lại còn bị áp đảo về nhân số nên hắn nhanh chóng bị ăn tá hành vào mặt. Hắn cũng cố gắng phản công và như không được. Sáu chủ của bọn chúng sắp đột phá, một thần tu vì trúc cơ này không thể lãng phí, phải bắt sống về để huyết tế. Hắn ta nhanh chóng bị bắt giữ. Về phần Hàn Lập, hắn nhân cơ hội buổi tối lẻn vào một khu biệt viện bên trong rừng trúc, ngó nghiêng một lượt. Hắn quyết định bố trí dùng một cái trận pháp. Trận pháp này chính là át chủ bài, trong may không địch lại thì có thể dùng nó để khốn địch. Về phần Tiền Thiên Lão, nhờ có vị đại nhân hỗ trợ nên sau vài ngày tu luyện, cánh tay của lão cũng lành lại. Tên cầm đầu phát hiện ra trên người Thiên La đã bị gieo ấn ký truy tung. Như vậy là vị trí của bọn hắn đã bị bại lộ rồi. Vậy nhưng Thiên La lại muốn nhờ vào chuyện này để dụ địch tới nhà rồi xử lý luôn một thể. Qua vài ngày sau, đám người Hàn Lập dự tính buổi tối hành động. Bọn họ sẽ chia làm hai đường. Vệ Nương cùng Sau Thiến đi phía sau. Nhiệm vụ hai nàng là cứu ra Hoàng Thượng. Những người khác thì tập trung đối phó với Huyết Thị. Chiến dịch lần này hùng hiểm. Vậy nhưng bộ dạng ai nấy đều vô cùng hào hứng. Chỉ có Hàn Lập thì vẫn một bộ mặt không cảm xúc. Không biết hắn đang nghĩ gì và suy nghĩ gì. Hắn lên tiếng nhắc nhở, trận chiến này không thể coi thường. Tuy phe ta ra tay bất ngờ, vậy nhưng đối phương cũng hoạt động nhiều năm. Mấy kẻ Huyết Thị trúc cơ tuyệt đối không phải yếu ớt, nhất là phải cẩn thận yêu hóa bí pháp, có thể trực tiếp đưa tu vi tăng cao một bậc. Vậy nhưng thuật này cũng không phải không có nhược điểm. Một là trước khi yêu hóa cần vò kén máu tốn thời gian rất lâu. Hai là sau khi yêu hóa sẽ bị huyết khí trần nhiếp, đánh mất lý trí, chỉ còn bản năng. Trái ngược với lo lắng này, mọi người lại khá thoải mái trêu đùa. Hàn Lập cảm thấy có gì đó khác lạ, bọn chúng đang duy trì bình thản. Nhiều ngày như vậy, vậy nhưng chưa từng đụng tới. Có khi nào tên đầu sói đã ý thức được bản thân bị truy tung? Cho nên Hàn Lập nghi ngờ, bọn chúng đã bố trí sẵn mai phục. Biện pháp đối phó hiện tại là tương kế tự kế mà thôi. Nhân lúc sói chủ chưa xuất quan, bọn họ dự định giết thẳng tới lãnh cung hắn ẩn nấp. Hàn Lập cũng đồng tình với cách này. Đột nhiên lão quản gia xuất hiện. Lão nhắc nhở Hàn Lập nên cẩn thận. Đêm qua sau khi Tần Phi thiếu gia trở về liền giống như bị điên vậy, trên miệng luôn nói câu tiên nhân thả mạng. Mọi người liền đoán ra hung thủ gây nên chuyện này là Vũ sư huynh. Bây giờ chính sự quan trọng nên Hàn Lập cũng không muốn quan tâm lắm. Mọi người quyết định giờ tí đêm nay sẽ xuất phát tập hợp tại hoàng cung. Trần Sảo Thiến ở lại muốn nói chuyện với hắn. Năm đó trước khi thí luyện ở huyết sắc cấm địa tại Thái Nhạc Sơn Mạch, nàng đã suýt bị làm nhục, may mắn là được giải cứu. Nàng muốn biết người cứu mình có phải là Hàn Lập hay không. Đúng là hắn đã làm chuyện này, hai người còn có màn thần mà suýt đi quá giới hạn, may mà còn giữ được tinh thần tỉnh táo. Sau đó hắn quyết định xóa đi ký ức của nàng. Bây giờ bị hỏi lại chuyện xưa, Hàn Lập không cần suy nghĩ liền từ chối. Hắn không thể để chuyện này bị bại lộ được. Trần Sảo Thiến nhanh chóng ngắt lời, không cho hắn giải thích. Bởi vì trong thâm tâm nàng đã biết, người đó chính là Hàn Lập. Bây giờ đại chiến sắp tới rồi, nàng không muốn hắn phân tâm nên không nói thêm nữa. Hai người nhanh chóng quay về chuẩn bị. Đúng giờ lại lên, đám người Hàn Lập trực tiếp tấn công vào sào huyệt của địch. Bọn họ đứng từ xa phóng tới vô số mũi tên. Mũi tên này được bán ra từ một món pháp bảo. Đối phó với những tù sĩ cấp thấp thì dư xăng.
Hàn Lập cho rằng hành động này quá khoa trương rồi, nên gây ít động tĩnh thôi, tránh cho việc đánh rắn động cỏ. Rất nhanh sau đó, mọi người cũng lao xuống bên dưới rồi bắt đầu tấn công. Ngoài mấy tu sĩ cấp thấp thì nơi này chỉ có một mình đang yêu huyết thị cảnh gác. Một mình hắn hoàn toàn không phải đối thủ của đám người Hàn Lập, mà mấy tên tu sĩ cấp thấp kia thì lại càng không. Thế tình thế không ổn rồi, hắn lập tức ra lệnh cho đàn em đi thông báo, vậy nhưng nhanh chóng bị mọi người ngăn cản. Đáng tiếc là mọi chuyện xảy ra không như ý, một tên trong số đó nhanh chóng ném ra một viên thuốc nổ. Bùm một cái, mọi thứ phát nổ gây ra động tĩnh vô cùng lớn. Rất nhanh nữa thôi, mấy tên huyết thị khác sẽ chạy tới. Qua đúng như vậy, ba tên huyết thị còn lại lập tức chạy tới. Vậy nhưng cũng mất chút ít thời gian, Hàn Lập muốn nhân cơ hội này tốc chiến tốc thắng, giết chết tên trước mặt. Sau một hồi giằng co, hắn ta cũng bị khống chế, bị Hàn Lập sử dụng ti tuyến chó lẻ mồi chỗ. Chỉ cho có vậy, Tĩnh sư huynh liền tung chiêu, giáng xuống một thanh kiếm khổng lồ. Đáng tiếc là tên Thiết La kịp lúc xuất hiện ngăn cản. Bộ dạng lão ta đã tiến vào trạng thái yêu hóa. Hàn Lập nhận ra lần này khó giải quyết rồi. Nhìn thấy tên to xác trước mặt, Tống Mông liền nổi máu thể hiện, gã muốn xử lý Thiết La. Thấy đối phương không trả lời nên gã liền tung kiếm tấn công, vậy nhưng bị ngăn cản. Thiết La biết kèo này khó chơi nên yêu cầu đang yêu nhanh chóng sử dụng bí pháp yêu hóa. Lần trước bị Hàn Lập đánh cho sấp mặt, vậy nên lần này lão ta muốn đòi cả gốc lẫn lãi. Lão lao lên, mục tiêu ưu tiên chính là Hàn Lập. Khác với ngày trước, thực lực của Thiết La sau khi khôi phục đã mạnh lên đáng kể, liên tục dồn ép ba người buộc Hàn Lập phải sử dụng ra pháp khí. Hàn Lập cũng phản công, hắn sẽ lo liệu tên này. Hai người còn lại thì ngăn cản đang yêu huyết thị sử dụng yêu hóa. Đáng tiếc là vẫn chậm một bước, gã ta nhanh chóng tiến về bể máu. Hơn nữa, vỏ của bể máu này lại quá cứng rắn, đối mặt với sự liên thủ công kích của nhiều người mà vẫn không hề hấn gì. Thậm chí, thiên nhận thuật không làm gì được. Tống Mông thấy vậy, cũng thi triển ra lăng phong thường, cộng thêm hai tên đồng môn nữa là bốn người, và nhưng đều không làm gì được bể máu. Về phần Hàn Lập, hắn và Thiết La liên tục tay đấm chân đá, cả hai đều muốn dồn đối thủ vào chỗ chết, trận chiến vô cùng bắt mắt. Hàn Lập liên tục sử dụng ra pháp bảo, kiếm mang, kiếm độn, vậy nhưng vẫn không ăn thua. Sao tên kia quá dày, cuối cùng vẫn phải chơi bài tiểu xảo. Sử dụng kiếm tuyến chói gã lại một chỗ, sau đó vùng một kiếm cực mạnh chém đứt cánh tay của Thiên Lam. Hai lần bị chặt tay, Thiên Lam vô cùng phẫn nộ, Hàn Lập chờ mong điều này. Bí thuật yêu hóa này kích phát bản năng thú tính, càng phẫn nộ sẽ càng mất đi lý trí. Như vậy, gã ta cách cái chết cũng không xa. Đột nhiên tên Diệp Xà xuất hiện, sự hiện diện của gã khiến phe của Hàn Lập càng thêm khó khăn. Ngay sau đó, người thứ bốn là Thành Vân huyết thị cũng tới. Hàn Lập nhận ra tên Diệp Xà này là Ngô Cửu Chỉ, mà Thành Vân cũng là bạn cũ. Lần đầu tiên Hàn Lập bước vào thế giới tu tiên thì gặp bọn họ, cũng bị bọn họ lôi kéo, mục đích chính là vì Hắc Sát Sáu. Mà Hàn Lập cũng là con dê béo duy nhất mà Thành Vân thất thủ, ám sát không thành công. Đạo Lữ bị giết chết, huynh đệ Ngô Cửu Chỉ bị đánh trọng thương, bộ dạng biến thành người không ra người, mà hắn thì cũng ăn tá hành vào mặt. Ôn lại chuyện cũ vài câu thì hai bên cũng chuẩn bị động thủ. Và video của mình cũng tới đây thôi, hẹn gặp lại các bạn ở lần sau nhé!